gian mà lúc bạn giao dịch cho anh khách chủ nhà hàng người Nhật nha các bạn, ảnh có một cái trang trại rất là lớn nha. Có ai ghi tiếp không anh? Để đại xuống cho anh. Lấy hết luôn anh. Đây là anh chủ nhà hàng Quỳnh Nhật nha các bạn. Các bạn nào mà có đám tiệc sinh nhật gì thì cứ gọi điện cho anh chủ nhà hàng nha các bạn. Ảnh ở trong khu vực Long Tiền nha. Hôm nay mình giao dịch cho khách nha các bạn. Đây là 200 con siêu ngỗng và 500 con siêu pháp. Những con vịt siêu pháp nó rất là khỏe nha các bạn. Hôm nay là nó được 2 ngày rồi, nở hôm qua cho nên bữa nay là mình giao cho khách luôn. Còn mấy con vịt siêu pháp thì nó mới nở hồi hôm. Bữa nay là một ngày tuổi nha. 2 ngày tuổi là mình chích kháng thể viêm gan nha các bạn. Thì một tuần nữa thì mình sẽ chích viêm gan và 15 ngày dịch tả nha các bạn. Tại vì hồi nó nở hôm qua rồi. Còn mấy cái con này là lúc chuyển là còn ướt đó. Tới đây là vậy đó. Mười mấy hả chú? Tại vì bò rồi dê rồi. Ở cái bên mà mới biết có trang trại bự. Ê, đi dịch ra đi không chị kia. Sao? Ở bên mình kho nó gửi thuốc chỗ này không gửi thuốc. Nó gửi cho anh. Bạch có mấy chục ngàn ha, mười mấy chục ngàn. Mà nhiều khi em đâu biết anh uống gì đâu, ở nhà có nè chứ. Có đủ nước máy bình thường đi tay rồi, nó bình nhỏ đâu uống ba bình. Có đi giải đó. Dòm dòm cái còn con nào nó không anh lấy ra nha. Kêu nó con này 30-40 kg mà. Cái 40 kg. Nhưng mà cái thằng cái này của anh gái hai gì đẻ trời. Này là được này 47 ngày. 47 ngày. Mà con mái 2 kg được. Con mái đủ lông nó 2 kg được. Rồi lông dài 2 kg. Dạ. Bây lúc nhỏ cũng bị khẹt nè, rồi uống thuốc, không có khẹt uống thuốc rồi nó mới sừng lại rụng lông. Tại kháng sinh nhiều quá đúng không? Nhưng mà không có hao. Không mà vậy là ok. Nhưng mà anh chị thấy nó bệnh là không có chết, không có anh hao. Anh nói nghe nè, anh xài thuốc quy ở đâu vậy? Anh lấy ở Hậu Giang, thằng Trường Giang á. Bởi vậy. Chạy thuốc 1 triệu chai được. Đúng rồi, phải tốt chứ thường thường kẹt kẹt. Giờ cho coi thuốc nè. Đây là cái hiệu thuốc chuyên trị khẹt của vịt nè các bạn. Khách mình sử dụng rất là hiệu quả. Cho nên mình giới thiệu cho các bạn. Tuy nó hơi đắt nhưng mà nó hiệu quả nha. Này là đang sức không? Đang bán không này, đây là 480 luôn. Dạ. Bán giờ còn 100 mấy hả? Này còn chưa bán
21 ngày. Rồi nhìn thấy cưng quá trời luôn kìa. Mấy cái ngựa này, cái ngựa làm cốt á. Thịt cá. Ủa thường thường anh về anh có chích cái thằng kháng thể viêm gan không? À, kiểu 2 ngày chích. 2 ngày chích. Ngày mơ 1 chích. Rồi mơ tự tham mới chích. 7 ngày chích chích tá. Đúng rồi. 7 ngày chích tá lần 1. 7 ngày. Con nữa liền. Mình chích cái thằng 7 ngày chích một người tả, 14 ngày chích thêm lần nữa, rồi tới 21 ngày. 21 ngày là xong đó. Không có chích 25 là 1. Không. Bỏ luôn. Không chích. 25 là 1 với tuổi trùng không chích. Bạn này được 21 ngày. Đây là bài dịch thịt nha các bạn nào có muốn mua dịch thịt thì cứ alo nha. Cung cấp số lượng lớn luôn nha. Chứ mình nuôi như vậy chuồng nó không có bị dơ, không có đất. Anh dạ. Bữa hàng ngày nó không có dơ, anh dễ nuôi lắm. Ba ba ký gửi ạ. À thức ăn này đúng không anh? Yeah. 1 bao 40 kg. Con chó. Ngày 200 con để 400 kg. Dịch tơ mà à. Nuôi từ nhỏ đó. Nuôi dịch lớn mấy rồi nuôi từ nhỏ đó. Nuôi dịch siêu trứng luôn anh. Dịch cò mình đó. Dịch cò thì Trung Quốc. Có mở ra vô nè. Nuôi từ lúc mà mua có 5.500 con. Tại Nha Trang nó đợi cái mấy năm nó rẻ hơn. Cái dịch này nó rẻ, dịch bấm máy 2.500 con à. Đúng rồi, tại chị gì mình lấy máy không. Máy không, đúng rồi. Chứ không lấy xô đó. Không lấy xô, xô rẻ nữa. Xô rẻ nữa. Không xô thì cái giá nó cao hơn một không vậy hả? Xô nó rẻ hơn nữa. Tại vì này ta chỉ sử dụng đẻ thôi. Dịch này không đẻ mà dịch chống em xin nó cho anh luôn. Lúc mà bấm máy chống xin nó cho luôn. Anh nuôi đâu con ký đâu à, nó thiếu thì đâu có xài được. Ai mà không đâu làm đâu. Tụi nó con máy. Các bạn nhớ bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ video lên Facebook để ủng hộ kênh mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn. Còn gọng nữa anh, mình bên kia gọng mà chưa mở ra đúng không? Nay đi theo ông chủ, đi theo ông chủ chạy, mình đi quay trang trại nha các bạn. Chào cho anh. Này là siêu ngỗng anh. Con siêu ngạc. Cũng 21 ngày luôn, cũng chuẩn bị siêu bệnh đó. Bắt lượng một đó. Nếu như bắt lần 200 con, em này cũng 200 con rồi. Em là siêu ngỗng, là siêu nạc, siêu biên rồi. 21 ngày đó, con kiếm mấy rồi? Nó nặng lắm anh ơi. Con kiếm mấy rồi, đi không hỏi đâu. Mấy chiếc ngựa ra rồi, tối luôn đó. Cái này nó đi ục ịch luôn đó. Nhưng mà con cái nó tròn tròn đó. Nó hơi bước cánh rồi để bắt rồi. Chứ nó không có như cao như cái con kia. Mà cũng 3 kg là mấy con. Đây là dịch siêu nè. Hai mấy ngày hả? 21 ngày. Này là cung cấp dịch thịt luôn nha. Số lượng lớn. Là cô gái hay mộng mơ, xinh đẹp như thiên sắc trời. Người đã khiến tôi thẫn thờ, cho ngày qua tôi thẫn thờ. Cho tôi nhung nhớ bao nhiêu, muốn nói với em bao điều rằng tôi đã thương em nhiều. Yêu em từ lâu.